Mà thường ngủ gấp cái gì mình cứ lo cho đây của con bên này con cứ mong đấy đây bên này nhiều này đây biết cậy không đây, con nên gấp hẳn cái miếng lên như này này cho con biết cậy này chứ đừng có cậy để vỏ ở trong bát này vũ cứ sói sói anh Nguyên làm sao đấy anh Nguyên ăn cơm lại còn múa à Nguyên ăn trứng xong rồi ăn canh lên em vũ em ăn mà con ăn kém hết nhở đây của con đây mẹ lấy sao vua cái bằng ngọt ăn nha ngọt chứ làm sao ăn nha thông minh lắm bây giờ nhá bà bảo Nguyên vũ nhá năm nay còn bé thì mẹ trong chiều cho ăn riêng thức ăn nhá sang năm là người lớn ăn thế nào thì ăn thế không được riêng là ngày sau có vợ là vợ nó không chiều nó chết rồi không phải là vợ tôi không ăn được cái này phải làm cái kia cho tôi ăn là không được thế năm bé mẹ chiều người sau lớn không có tự ăn phải ăn hết người lớn nào ăn thế nào là phải ăn thế ngày sau có vợ có con khác đấy giờ lại cái này không ăn được đâu phải đi mua cái khác là chết rồi.